Chào toàn thể các bác làm thợ đánh bạc nhé. Đặc biệt là các bác làm thợ đánh bạc bằng lưới tàng hình ạ. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về cái dòng lưới đánh bạc chiều cao mắt lưới là 70 mắt, dòng lưới khá phổ thông hiện nay. Thì đối với bác nào đang nhu cầu sử dụng về cái dòng lưới đánh bạc cao 3 túi này thì có thể là liên hệ cho em qua số điện thoại để ở góc màn hình video. Còn ngoài bán lưới ra ấy, thì ở bên cơ sở là bán loa này, âm ly này, cũng như là vạc mồi xốp đấy, cũng như là que lăng thẻ. Thì các bác cùng tham khảo để em giới thiệu chi tiết nhé. Về cái thông số của cái dòng lưới này thì nó là cái dòng lưới mắt ngang đấy, các bác mua về là đánh ví dụ te vàng này, sâm cầm này đấy, vạc này đấy, và cò trắng đi đêm đấy, cũng như là con diệp, thì anh em sử dụng cái dòng lưới này ok. Sợi lưới thì đảm bảo cho anh em nhé đấy, 100 mắt thì như cả 100, bởi vì nó là cái dòng lưới khá là ok đấy, búng thoải mái anh em ạ. Đấy, và chiều cao mắt lưới của nó là 70 mắt thì anh em nhân mi 12 nhé. Hàng này thì anh em đánh đẹp nhất là anh em lên đánh ở cái sào là 4m nhé, đến 5m. Đấy, nhờ đẹp nhất là 5m để anh em sử dụng. Đấy, còn về lưới này thì toàn bộ dây viền ấy, thì làm cho anh em là dây viền cước đúc nhé. Đấy, con vạc thì nó trèo khá là tốt đấy. Nếu mà làm dây viền chỉ cào thì cái tình trạng là con vạc nó vọt lưới ra khá là nhiều. Đấy, còn anh em chơi cái dây viền cước đúc này thì ok này. Khoang túi này, nhôi cọc thì cũng hoàn thiện hết rồi. Anh em mua về là chỉ việc đánh thôi. 50m này thì làm cho anh em là 3 cọc, còn 100m thì làm cho anh em là 5 cọc. Còn lưới này thì đang ở trong cái thời điểm mùa di cư ấy, thì các bác thợ đánh cò trắng đêm này. Đấy, hiện tại con cò trắng đêm nó đang di cư trước con vạc, anh em đang đặt rất là nhiều. Đấy, còn anh em thợ đánh vạc thì ví dụ áp dụng đánh một bàn lưới thì nó khá đơn giản. Đấy, mình chọn bãi và đánh 200-300m lưới thôi. Đấy, cũng như là anh em tạo thế đánh là tầm khoảng chục con vạc xốp ở bên dưới. Đấy, còn loa với cả âm ly. Đấy, còn tiếng thì bên cơ sở là hỗ trợ rồi, các bác mua kể cả không mua bên cơ sở cũng hỗ trợ tiếng cho các bác để các bác đánh. Cái đầu này thì chúng ta sẽ ra lưới này. Đấy, đầu này ra lưới. Còn lưới đánh vạc này thì ngoài áp dụng đánh một bãi ra thì anh em có thể là áp dụng đánh vào bàn mô keo. Đấy, con vạc nó chớ lên những cái dạng cây thấp hoặc là chắn ra bên ngoài thì anh em có thể hóng một tay lưới vào là bắt hết. Đấy, hoặc là anh em đánh ở bũ dập. Đấy, tất cả những cái đàn vạc khi nó xuống bãi thường thường nó không được gọn mấy đâu anh ạ. Đấy, vẫn có những con vạc nó khô nó chớ ra ngoài thì chúng ta sử dụng lưới tàng hình thì đánh là nó sẽ hiệu quả và ok hơn. Đấy, số điện thoại mua cái dòng lưới vạc 3 túi này thì em để ở góc màn hình video nhé, anh em điện đến thì em lên đơn gửi hàng cho anh em. Bây giờ chào các bác đây.